Xin chào các bạn thân mến, tôi là Võ Hình Đá Bồ Wisdom. Hôm nay chương trình này là Tùng Phát Âm Tiếng Nhật. Thật ra là có sự khác biệt giữa phát âm tiếng Nhật của người Việt Nam và người Nhật. Nên chúng tôi sẽ giới thiệu về Tùng Phát Âm người phục vụ ở cửa hàng tiếng rồi và cách nói phát âm đó đơn giản nhất. Đó chính là người Việt Nam nói là Fukuro wa goryo desu ka? Fukuro wa goryo desu ka? Cái này có ý nghĩa là anh chỉ cần tuổi không? Fukuro wa goryo desu ka? Nhưng người Nhật nói là Fukuro wa goryo desu ka? Fukuro wa goryo desu ka? Nếu viết bằng tiếng Việt thì Fukuro wa goryo desu ka? Fukuro qua một ri do để cá nên hãy nói nhanh nha. Phúc rô qua gô ri do để cá. 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 Nè, cái này phát âm đúng nha. Tiếp theo là người Việt Nam nói là Atatamemashu ka. Atatamemashu ka. Cái này có ý nghĩa là anh chị làm nóng không? Atatamemashu ka. Nhưng mà người Nhật nói là Atatamemasu ka? Atatamemasu ka? Nếu biết tiếng Việt thì Atatamemasu ka? Atatamemasu ka? Nên hãy nói nhanh nha. Atatamemasu ka? Atatamemasu ka? Atatamemasu ka? Atatamemasu ka? Cuối cùng là người Việt Nam nói là Ponka wa omochi desu ka? Ponka wa omochi desu ka? Cái này có ý nghĩa là anh chị có thể tiết kiệm không? Ponka wa omochi desu ka? Mà khó nghe nha. Người Nhật nói là Point card wa omochi desu ka? Point card wa omochi desu ka? Nếu viết tiếng Việt thì POINTO CARDO WA OMOCHI DESU KA? POINTO CARDO WA OMOCHI DESU KA? POINTO CARDO WA OMOCHI DESU KA? Cái này hãy nói nhanh nha. Thì sẽ cho thầm phát âm giống như người Nhật nha. POINTO CARDO WA OMOCHI DESU KA? Point card 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 wa omochi desu ka? Cái này là phát âm đúng nha. Nên các bạn hãy luyện tập như vậy nha. Fukuro wa goryo desu ka? Atatamemasu ka? Point card wa omochi desu ka? Nha. Nếu các bạn thích video này thì hãy share, like, subscribe nhé. Bye bye.